Vũ Nhân kính chào quý vị khán thính giả đài truyền hình SBTN. Thưa quý vị, cách đây 50 năm, 80.000 quân Cộng sản Bắc Việt đã đồng loạt tấn công hơn 100 địa điểm trên toàn lãnh thổ miền Nam Việt Nam. Và đúng vào đêm giao thừa Tết Mậu Thân, hàng năm mỗi lần mừng xuân, không ai là không chạnh lòng nhớ tới mùa xuân đầy nước mắt và máu, đầy khăn xô và xác người của Tết Mậu Thân. Bao nhiêu năm qua, những người Việt Nam không thể quên được những gì xảy ra cho dân tộc, cho người dân xứ Huế và bao nhiêu tỉnh thành của miền Nam Việt Nam trong dịp Tết Mậu Thân năm 1968. 50 năm Mậu Thân máu lửa, bi tráng để lại vẫn chưa qua, vẫn còn nhiều điều cần tìm hiểu. Tết Mậu Thân năm 68, chính ông là người đã có mặt tại thành phố Huế. Giáo sư Nguyên Trung, giáo sư phụ giảng của Trường Đại học Huế, và ông là một nhân chứng của lịch sử. Nói về Tết Mậu Thân, thì nếu nói trước đó, mấy ngày trước Tết, thành phố nó có vẻ nhộn nhịp và đông đảo lạ thường, khác hơn mọi năm. Nhưng mà đêm mùng 1 đó, khi nghe tiếng súng nổ, thật ra là một sự kinh hoàng, vì là nghe tiếng súng nổ bất ngờ và nổ y ầm khắp cả thành phố. Và ngoài đường thì chỉ có thỉnh thoảng có những cái toán chạy loạn, sơ sát và dưới mưa lạnh. Thì tôi nằm ở cửa chánh Tây, tức là cửa An Hòa đó, là một cái chỗ mà một địa danh rất là được quen biết thành phố, thì tôi chạy lên dòng Kim Long, tức là Domain Santa Maria, là nơi mà dân chúng tụ tập lại để tránh bom đạn. Đó thì thật là một cái quang cảnh hết sức là lạ lùng, là vì toàn chúng tôi gặp tất cả công chức, cảnh sát, sinh viên, học sinh, thường dân, tất cả đều tập trung vào đó. Và ai cũng hỏi han nhau tình hình nghĩa phố như thế nào. Nổ y ầm khắp cả thành phố. Và ngoài đường thì có những cái toán cộng sản đi ngoài đường, nó kêu gọi những giáo sư đại học, sinh viên ra trình diện. Thành thử bầu tôi rất là e ngại, và chúng tôi phải chạy, tìm ngoài cách để vượt, để chạy về vùng Măng Cá, tức là vùng lính quốc gia đang còn kiểm soát. Thì giáo sư, ông có thể cho biết cái lý do gì ở những cái thành phố khác của miền Nam Việt Nam không có cái sự trả thù kinh khủng như ở Huế, và ông nghĩ thành phần cộng sản đồng vùng ở Huế và những cái thành phần sinh viên mà đi theo cộng sản, cũng như kiểu là Hoàng Phủ Ngọc Tường đồ này khác, những người đó có phải là những người, một trong những người đã gây ra hoặc là đã cố tình trả thù những người quốc gia hoặc là những người sinh viên mà người ta không thích không? Thật sự sau này người ta nói rằng Hoàng Phủ Ngọc Tường có trở về Huế và có làm sự án người gì bên giáo hội, nhưng trong cái cơn hỗn loạn đó, những cái người, những cái tay mà nằm vùng là những cái cấp thấp, những cấp nhỏ, nó có những cái hận thù vùng vặt. Ngoài ra là cái cấp chỉ huy thì trong hỗn loạn họ đã cái sự tàn sát. Trong sự tàn sát đó là cả một sự đau buồn, một cái vết thương quá lớn lao của lịch sử Việt Nam. Và đó là cái điều mà đáng ân hận cho lịch sử. 50 năm sau trận chiến Tết Mậu Thân, thì thưa giáo sư, ông có một cái thông điệp nào ông muốn gửi đến thế hệ trẻ Việt Nam? Theo tôi, thì bây giờ tất cả những cái tầng lớp trẻ đã kinh qua những ngày lịch sử, kinh qua cái lịch sử kinh hoàng của đất nước chúng ta. Thật sự thì cái vấn đề mà vi phạm lệnh ngưng bắn là một điều chúng ta không thể tưởng tượng được, bởi vì đó là một cái sự bất ngờ cho bên phía quốc gia. Nhưng dù sao đi nữa thì quốc gia họ cũng đã phản ứng kịp thời. Mà bây giờ cần ghi nhận là tất cả những cái nguồn dư luận sai lạc và những cái hiểu lầm tình hình, nói rằng là Huế là một thành phố đông đạo Phật giáo và thân cộng chẳng hạn. Nhưng mà nhìn lại đó thì thấy cả thành phố không có ai nghe theo cái tuyên truyền, và tất cả đều ở lại và không ai đi theo bên phía cộng sản. Vũ Nhân chân thành cảm ơn thời giờ của giáo sư dành cho đài truyền hình SBTN. Xin cảm ơn Vũ Nhân và đài SBTN. Xin kính chào tất cả quý vị thính giả. Vũ Nhân tường trình cho đài truyền hình SBTN.
Đài truyền hình SBTN hân hạnh giới thiệu SBTN Online TV. Với SBTN Online TV, quý vị có thể xem các chương trình SBTN mọi lúc mọi nơi trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Hình ảnh chất lượng, âm thanh rõ ràng với giá 7.99 đồng cho một tháng. Hãy ghi danh ngay để xem thử trong vòng 30 ngày. SBTN Online TV rất tiếc không áp dụng tại Hoa Kỳ. Mọi chi tiết quý vị hãy vào trang nhà www.sbtnonline.tv